Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay xin sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà đắp mặt nạ nha thầy cô nha. Thì trước khi mà mình đắp mặt nạ thì mọi người nhớ giúp xíu là mình sẽ tẩy trang. Đầu tiên là mình sẽ tẩy trang nha. Sau đó mình sẽ rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Và mọi người nhớ là mình sẽ rửa buổi tối thì mình sẽ rửa bằng sữa rửa mặt hai lần, rửa mặt hai lần nha. Và mình phải rửa đúng cách. Thì cái cách rửa sữa rửa mặt đúng cách thì cái thao tác Xuyến sẽ hướng dẫn mọi người ở một cái video khác. Và bước thứ ba là mình sẽ tẩy tế bào chết, và sau đó thì mình có thể săn mặt để cho cái dưỡng chất nó hấp thu, nó đi sâu vào trong da mình tốt hơn thì mọi người nên săn mặt nha. Và tiếp sau đây thì Xuyến sẽ thao tác ra đắp mặt nạ cho mọi người xem nha. Hôm nay thì cái hộp mặt nạ cũ nó cũng vừa hết và Xuyến cua một hộp bóng. Đây là một cái miếng mặt nạ nha mọi người. Nhớ cái việc quan trọng nhất trước khi đắp mặt nạ là mình phải làm sạch sâu cho cái da của mình, để cho giống như là cho cái lỗ chân lông nó được thông thoáng á, và khi mình đắp mặt nạ lên thì những cái dưỡng chất á của trong mặt nạ này nó có thể đi sâu vào trong da của mình, nó sẽ hấp thu tốt hơn. Mọi người nhớ là trước khi mà cái tay mình chạm lên mặt á là mình phải rửa tay bằng nước rửa tay nha mọi người. Tại vì ví dụ như giả sử như thông thường Xuyến thấy có người thì khi mà rửa sữa rửa mặt thì cái tay mình đang hàng ngày mình đang làm rất là nhiều việc rồi đúng không? Xong cái khi mà rửa mặt thì mình chỉ nặng sữa rửa mặt lên tay, xong hoặc là mình đánh bọt lên thì lúc đó mình đang rửa tay chứ không phải rửa mặt. Tại vì lúc đó cái tay của mình rất là dơ. Đây, mọi người thấy mặt nạ thì nó sẽ có một cái lớp giấy để mà cái nó định hình, tại vì cái giấy của mặt nạ này rất là mỏng cho nên phải sử dụng tới một cái giấy định hình. Thì mình có thể tháo cái lớp giấy này ra. Xuyến rất là thích cái mặt nạ này, lý do là nó thơm cái mùi mật ong nhớ lắm mọi người. Mà mọi người biết là mật ong á, cái tác dụng của mật ong là nó sẽ làm se khít lỗ chân lông á. Ví dụ như mà các bạn mà không sử dụng mặt nạ như thế cù, không sử dụng mặt nạ tế bào gốc như thế cù này thì mình có thể sử dụng mật ong để mà mình làm mặt nạ cũng được. Tại vì bản chất mật ong thì nó sẽ giúp cái lỗ chân lông mình nó se khít hơn đó. Rồi cái serum còn lại trong cái giấy này thì mình cũng tận dụng xuyên vuốt hết và mình massage lên. Nhớ khi massage thì mình sẽ massage theo chiều kim đồng hồ từ dưới lên trên để cho cái cơ của mình, nó cơ mặt mình có xu hướng nâng lên nha mọi người. Mọi người đừng làm ngược lại. Và mình sẽ thoa luôn cái serum này lên môi nha. Lên phần cổ. À,
sau khi mà đã thoa serum, đã đắp mặt nạ lên thì mình có thể massage thêm khoảng 2-3 phút cho cái những cái dưỡng chất này nó đi sâu vào trong da của mình hơn. Rồi bây giờ mình có thể là thư giãn trong khoảng 30 phút. Sau đó mình sẽ tháo mặt nạ ra. Và một cái bí quyết để mà mình đắp mặt nạ nó đẹp hơn. Cái này là bí quyết riêng của Xí nha. Hôm nay Xí cũng muốn chia sẻ với chị em là đặc biệt là khi mà mình mỗi lần mà mình đắp mặt nạ thì mình sẽ cười mình mở nở nụ cười, và mình đồng thời là mình sẽ nhớ, mình sẽ biết ơn cái mặt nạ nha mọi người. Mình biết ơn thật là sâu, đặc biệt là mình sẽ nghĩ tới đầu tiên là trước tiên là mình sẽ biết ơn những cái người mà đã giống như là đã suy nghĩ ra cái sản phẩm này, đã tạo ra cái sản phẩm này. Đầu tiên là phải có ý tưởng đúng không, những người có ý tưởng, những người công nhân trong đóng góp cái công sức của họ vào trong cái quá trình mà sản xuất cái mặt nạ, và thậm chí là mình nhớ tới, tại vì cái mặt nạ của mình đó, nó sẽ có nguồn gốc từ tinh chất như thay cù, cho nên là mình sẽ không thể nào không nhớ tới những đàn cù, những người chăn cù, những người mà đã trồng cỏ, đã cắt cỏ để nuôi cù, rồi những người công nhân sản xuất họ sẽ đã mất biết bao nhiêu là công sức để mới tạo ra một cái miếng mặt nạ. Rồi mình phải nhớ ơn những người mà đã vận chuyển những nguyên liệu nè, rồi vận chuyển những cái sản phẩm thành phẩm đến tay của cái người đến công ty, rồi từ công ty mới vận chuyển đến những người mà bán hàng. Nói chung đó là để có một cái miếng mặt nạ cho mình đắp như vậy thì phải qua công sức của rất là nhiều người. Do đó để mà sử dụng cái miếng mặt nạ nó có hiệu quả nhất, để mà mình có thể sử dụng hết cái tiền mà mình đã bỏ ra mua cái miếng mặt nạ, thì một cái bí quyết đó là Xí muốn chia sẻ với mọi người là mình sẽ biết ơn tất cả những người mà đã có công đóng góp để mà mình có một cái sản phẩm như vậy mình sử dụng. Thì khi mà mình mỗi lần mình đắp mình lại biết ơn, mình nhớ ơn những cái người đó như vậy thì chắc chắn là cái hiệu quả sản phẩm mang lại nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà nếu như mà mọi người chưa tin thì mọi người có thể trải nghiệm thử xem sao.